Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, ARK Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và có lẽ là nhiều anh em vẫn đang chưa biết là bên trong Gaiana Free Fire giờ đang có khá nhiều cái hay ho xảy ra. Ok, thì không nói đến cái chuyện cái vụ Lan Quế Phường đền bù nữa. Thì hôm nay bên Gaiana Free Fire họ có tung ra cho ta một cái khảo sát khá là thú vị. Và cái khảo sát này tên là khảo sát anime. Và nếu mà bạn nào mà chưa biết anime là gì thì nó là mấy cái phim hoạt hình ở bên Nhật ấy. Đấy, mấy cái phim mà dành cho các bạn nhỏ nhỏ hay xem thì đều gọi là anime. Hoặc thậm chí là có những anime dành cho cả người lớn xem nữa. Đấy, thì anh em nào mà thích anime có thể tham gia cái khảo sát này. Thì cái khảo sát này ở bên Gaiana thì họ sẽ hỏi chúng ta một số những cái câu mà liên quan đến việc chúng ta chơi Free Fire bao lâu, có từng nạp thẻ hay chưa. Nhưng mà cái điều quan trọng của chúng ta, họ có một số câu hỏi khá là hay. Ví dụ như là họ hỏi chúng ta là có theo dõi những bộ anime nào, ví dụ như Tokyo Ghoul này, rồi Attack on Titan này, rồi nói chung là có nhiều chuyện tôi không biết, Hunter x Hunter, Doraemon, Naruto, One Piece, rồi Digimon, rồi nọ này nọ lọ chai. Đấy, thì anh em nào đang là fan của anime, manga, Nhật các kiểu mà muốn đưa những yếu tố này ở bên trong game thì anh em nhớ vào đây và điền về cái khảo sát nhé. Càng nhiều người điền khảo sát thì gai nào sẽ càng sớm mang những cái bộ trang phục đấy vào trong game. Thì thực ra thì cái khảo sát này hôm trước ở bên server Brazil nó cũng đã có làm rồi. Ở server Việt Nam thì có vẻ như là bên Gaiana họ đưa ra nhiều cái hơn, ví dụ như là các Captor Sakura này, rồi cuốn sổ tử thần Death Note này, rồi Demon Slayer, nói chung là nhiều chuyện lắm, tôi cũng không đọc được hết. Đấy, rồi Saint Seiya là áo giáp vàng, rồi thậm chí là cả Slam Dunk, tức là những cái chuyện mà không liên quan đến đánh nhau, nhưng mà ví dụ như là chuyện đấy anh em kiểu thích cái phong cách trang phục ở trong những chuyện đấy thì anh em cũng có thể gọi là vote ở trong cái sự kiện này, vote ở trong cái khảo sát anime này. Thì nói chung là chắc là cũng sớm kiểu anime hóa game thôi. Đấy, thì tôi cũng rất mong chờ là có những cái bộ trang phục. Ví dụ anh em nào mà chơi Liên Quân vừa rồi biết là bên Liên Quân có cái bộ Kirito và Asuna vừa rồi rất là hot. Đấy, thì hy vọng là bên trong Gaiana sẽ sớm có những cái bộ đồ như thế. Đấy, thả ra mấy cái bộ đồ như thế còn hơn ra mấy cái đầu sừng, nhiều sừng nó đau đầu lắm. Ok, chúng ta ngày hôm nay thì ở trong cái hòm ma thuật ấy thì nhiều anh em phát hiện ra có một dấu hỏi, và khi anh em bấm vào thì nó ra đó là gói bướm đêm. Thì nhiều anh em cảm thấy khá là bực bội tại vì anh em trước vừa sử dụng mất cái hộp ma thuật cho cái bộ Mộc Lan xong. Đấy, thì hôm nay bên Gaiana nó lại ra bộ bướm đêm. Mà cái bộ bướm đêm này ấy, thì cũng rất là nhiều người bất ngờ, tại vì thực ra bộ này cũng mới ra mắt trong vòng quay mắn thôi. Thế mà tại sao nó lại rơi vào trong hộp ma thuật? Thì lý do của nó là như này. Thì nhiều anh em gọi bộ bướm đêm này là bộ gọi là đồ quốc dân. Tại vì sao? Tại vì là cái bộ bướm đêm này, anh em nhớ cái vụ mà đợt trước bị reset và mất điểm lucky không? Sau đó thì Gaiana đền lại cho chúng ta một nửa số lượng điểm lucky thành vé vòng quay mặt kim cương. Thế là đợt đấy anh em tự nhiên có một đống vé vòng quay mặt kim cương từ trên trời rơi xuống. Đấy, ví dụ như ông nào mà có 80 điểm lucky nhận được 40 cái vé thì anh em đem hết ra để quay cái bộ bướm đêm này. Thế là đâm ra cái server mình ấy thì cái bộ bướm đêm này nó lại rất phổ biến. Đấy, nó lại buồn cười như vậy. Thế là đó là lý do vì sao mà bên Gaiana nhận thấy là cái bộ đồ này nó cũng thành đồ quốc dân rồi, nên là họ cho cái bộ bướm đêm vào trong hộp ma thuật, tại vì cũng sẽ không có nhiều người đổi ra đâu, vì đa số mọi người đều có cái bộ này rồi. Tất nhiên là có một số ông cay cú mà chưa có bộ bướm đêm này thì cảm thấy cay cú, bởi vì tất nhiên là so bộ bướm đêm này với bộ hoa mộc lan thì bộ bướm đêm này thì nó nhiều hiệu ứng hơn, tại vì tất nhiên là hai cái bộ nó ra hai thời điểm khác nhau thì bộ bướm đêm này nó ra sau, tất nhiên là nó sẽ đẹp hơn so và nó có nhiều hiệu ứng hơn so với bộ mộc lan. Nên là nhiều anh em cay cú kêu là Gaiana lừa này lừa nọ lừa kia. Đấy, nói chung là anh em cứ bình tĩnh, và bình tĩnh rồi sẽ được lĩnh phần thưởng. Và bây giờ mời anh em nghỉ tay uống cốc nước xem tí quảng cáo nha. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm khá thú vị, và đây là phần mềm Miroid ở trên máy tính. Anh em thể lên cái đường link mà mình để ở phía dưới phần mô tả, sau đó thì tải về và chạy cái phần mềm này trên máy tính nha anh em. Thì phần mềm này để làm gì? Thì phần mềm này khi mà anh em cài đặt và anh em kết nối cái điện thoại của anh em bằng dây cáp với cả máy tính như hình mà mình mô tả thì anh em hoàn toàn có thể trình chiếu cái điện thoại của mình lên trên màn hình máy tính một cách cực kỳ đơn giản. Và với việc như vậy thì anh em hoàn toàn
có thể trở thành một streamer, có thể biểu diễn những cái kỹ năng của anh em để cho khán giả có thể xem. Đó, anh em có thể thấy là khi mình đã kết nối điện thoại của mình vào cái máy tính của mình thì anh em có thể thấy là cái phần mềm này thì nó rất là mượt mà luôn. Những cái chuyển động của mình làm ở trên điện thoại thì ở trên màn hình máy tính nó cũng sẽ được hiển thị y hệt như vậy. Và với cái phần mềm này thì anh em hoàn toàn có thể stream cái phần mà mình chơi lên mạng internet để có thể chia sẻ với những bạn bè của mình. Và các bạn thấy rằng là cái đồ họa được đưa lên thì nó cũng sẽ đồ họa Full HD rất nét và rất mượt luôn, không hề có tí lag delay nào. Thậm chí anh em có thể chỉnh nút được ở trên máy tính y hệt như là các phần mềm giả lập khác. Và cái phần mềm này giúp cho anh em có thể điều khiển cái điện thoại của anh em nhưng mà lại bằng chuột và bàn phím nhá. Đấy, rất là dễ dàng luôn. Mình có thể thiết lập những cái nút di chuyển ở trên máy tính và các bạn thấy là mình hoàn toàn điều khiển cái con nhân vật của mình bằng đó là bàn phím máy tính luôn. Thậm chí anh em có thể bàn phím hoặc là chuột và từ đó thì anh em có thể chơi Free Fire bằng máy tính nhưng vẫn trên cái điện thoại của mình mà không gặp vấn đề gì cả. Và phần mềm này cũng giúp anh em có thể vào được những cái phòng mà người ta không cho phép anh em chơi bằng giả lập. Đó, thì đây là một trong những cái phần mềm mà theo mình đánh giá khá hay. Và link tải cái phần mềm này thì sẽ nằm ở dưới phần mô tả. Và nhắc lại anh em nhớ Mirrorit là một phần mềm chạy trên máy tính nha anh em, chạy trên PC. Và chúc anh em sẽ có thể trở thành một streamer Free Fire trong tương lai. Ok, rất cảm ơn anh em đã xem cái phần quảng cáo vừa rồi. Và phần quảng cáo vừa rồi sẽ giúp cho mình có thêm kinh phí để bỉm sữa cho hai đứa con. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bay khỏi server Việt Nam, chúng ta sẽ qua server Đài Loan. Tại vì bên server Đài Loan này đang có cái sự kiện, tôi không biết sự kiện này sự kiện gì nhưng mà nó như kiểu ngày thất tịch ấy anh em ạ. Đấy, bên Đài Loan này thì họ cái văn hóa nó hơi na ná như Việt Nam. Thì có một cái sự kiện cho chúng ta nhặt sao. Thì cái sự kiện nhặt sao này nó sẽ mang lại chúng ta rất là nhiều quà hay ho. Và cái sự kiện này thì nó như kiểu ngày lễ tình yêu, nó như kiểu ngày Valentine của bên nó là ngày lễ tình yêu của bên Đài Loan thì phải. Và họ cho chúng ta một cái hộp, và cái hộp này tôi phải gọi với anh em đó là cái hộp xịn nhất trong ngày nào Free Fire. Ngoài ra thì khi mà chơi hoặc là làm nhiệm vụ để nhận những cái sao này thì chúng ta có thể đổi một số những cái đồ, ví dụ như bộ thế phiệt. Đấy, bộ này em chơi anh em ăn bánh mì các kiểu server Việt Nam mới ra được. Đấy, hoặc là ví dụ như chúng ta sẽ nhận được cả cái bom keo thần hộ mệnh nữa mà miễn phí. Đấy, thế nó mới cay. Đấy, nói chung là ở bên server Đài Loan này thì phải nói với anh em là giá bên này rất là đắt, nên cái đồ mà mua ở bên server Đài Loan này đắt gấp rưỡi Việt Nam. Nhưng mà những cái đồ mà họ cho ấy nó lại xịn gấp rưỡi bên Việt Nam anh em ạ. Đấy, những cái sự kiện mà phát đồ miễn phí ở bên này ngon lắm, ngon thực sự luôn. Thì tôi thì cũng ít chơi server Đài Loan này nhưng mà bây giờ tôi mới để ý server này họ có mấy cái sự kiện nó rất là xịn sò. Ngoài ra thì ở ngay lần đăng nhập đầu tiên thì cũng sẽ nhận được một cái hộp, và cái hộp này nó rất là xịn luôn. Và ở bên này ấy, thì game thủ họ rất thích leo rank, thế là bên Ghana họ cho thêm một cái phần thưởng nữa bên cạnh cái phần thưởng bình thường, đấy là cái khẩu SKS Vinh Quang. Khẩu này tôi cũng chẳng nhớ bán ở Việt Nam chưa, và tôi cũng chẳng nhớ chỉ số nó có xịn hay không. Nhưng mà khi mà chúng ta lên vàng 3 ở bên server Đài Loan thì ngoài cái việc mà chúng ta nhận được mấy cái đồ phần thưởng của cái bậc đấy, chúng ta sẽ nhận thêm khẩu SKS Vinh Quang. Thì nói chung là server Việt Nam thì nên bắt trước cái này. Tôi nghĩ là nên như vậy, Gara Việt Nam nên trao thêm xưởng là skin súng, thêm thưởng skin súng và thêm thưởng là những cái đồ gì đấy cho cái việc mà leo rank bình thường. Tại vì các bạn biết là bây giờ chúng ta leo rank tử chiến thì chúng ta sẽ có đó là cái súng lục đúng không? Thì leo rank thường thì cũng nên có một cái súng gì đấy. Tôi ủng hộ bên server Đài Loan về cái vụ này. Đấy, cái thứ hai nữa là bên này thì họ vẫn còn cái sự kiện mà cày quân đoàn để nhận cái hiệu quân đoàn. Thì không biết tại sao server Việt Nam chúng ta lại tắt mất cái này đi. Và tôi đến thời điểm này tôi không hiểu tại sao server Việt Nam lại tắt mất cái sự kiện đó là tìm hiệu quân đoàn đi. Tại vì thực ra thì 20 hiệu này nó cũng thấm đấy, nó không phải nó ít đâu. Đấy, 20 hiệu này nó khá là quan trọng đấy, chứ không phải là ít đâu. Thì không biết tại sao bên server Việt Nam lại tắt nó đi. Ngoài ra thì bên này còn có một cái sự kiện gì đó nữa mà nhận được cái dù, hình như là cứu đồng đội hay như nào nhận được cái dù. Và đây cũng tội không rõ là nhận cái dù này như nào. Những cái dù này cũng khá cũ trong Ghana Free Fire rồi. Đấy, thì chả hiểu sao bên server Việt Nam chúng ta lại tắt mất cái sự kiện huy hiệu quân đoàn đi. Nói chung là có nhiều cái server Việt Nam tôi cảm thấy nó hơi khó hiểu. Về trở lại với sự kiện thần tình yêu ở bên này, thì cái sự kiện này thì có vẻ như đây là cái ngày lễ Valentine của họ, nên là họ cho chúng ta một cái hộp. Mà cái hộp này tôi đảm bảo anh em chưa từng thấy cái hộp nào mà xịn như cái hộp này. Đấy, chúng ta nhìn vào cái quà ở hộp này nhá. Bạn có thể nhận được 1314 kim cương. Đấy, 1314 hoặc là 520 kim cương đến từ cái hòm này. Và nhận 520 vàng hoặc là 5200 vàng. Hoặc là nhận một khẩu Ska thần tình yêu vĩnh viễn. Hoặc là nhận cả một bộ Valentine nam vĩnh viễn. Hoặc là một bộ Valentine nữ vĩnh viễn. Đấy, đọc riêng đọc ra thấy mỏi mồm rồi.
rồi một động tác thả tim, tất nhiên là cũng vĩnh viễn. Đấy, cái gì cũng thấy vĩnh viễn, xịn sò anh em. Vâng, nhìn cái quả hộp này không muốn mở luôn. Vâng, mở ra bây giờ nó lại ra đồ không xịn thì toang. Nhìn quả hộp đậm phê luôn. Vâng, rồi nó có hành động tặng hoa này, hành động thả tim này, rồi cái đầu quái thú này, cái đầu người đẹp và quái thú này. Đấy, nói chung thì nó là cái đầu, theo tôi đánh giá nó là cái hộp xịn nhất ở trong Free Fire trước giờ. Ngoài ra thì nó có mấy cái đồ 7 ngày nữa, ở dưới lại còn có mấy cái thiên sứ tình yêu, rồi giày dép và các kiểu đà điểu anh em ạ. Đấy, thì không biết là xác suất mở ra mấy cái đồ này là bao nhiêu, nhưng mà có vẻ như là kiểu có bao nhiêu cái đồ thì bên Ghana Đài Loan nó nhét hết vào trong này luôn. Ngoài ra thì còn được 50 mảnh các thứ linh tinh nữa. Đấy, bây giờ tôi mở cho anh em xem nhá. Đấy, 50 mảnh Notora anh em ạ, đùa cay thật sự. Thề luôn, mà một cái hộp mà cảm giác là có thể mở ra bất kỳ một cái đồ vĩnh viễn nào, sau cuối cùng mở ra là mấy cái mảnh nhân vật. À, đúng cú lừa này hơi đau anh em ạ. Vâng, quá cay đội bán thịt xay luôn. Ok, và đó là cái phần mình review cái hòm mà có thể gọi là xịn xò nhất trong ngày nào Free Fire chưa đến giờ. Ok, và nếu như các bạn thấy video của mình hay, vui, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video lần sau. Bye bye.